Trò chơi đế chế AOE đã trải qua 1,5 thập kỷ, tính ra nó đã hơn tuổi con tôi rồi đấy. Tuy nhiên, AOE Việt vẫn đang giữ vững chỗ đứng trong cộng đồng game online Việt, dù là thị trường game ngày càng đa dạng và thay máu liên tục. Có lẽ bí quyết của AOE là nhờ làm đúng cái gì thì làm đến cùng, chứ không chạy theo trào lưu hay giữa chừng bỏ dở giống như người yêu cũ của tôi. Khi cộng đồng game thủ coi việc đánh chế đã trở thành văn hóa, AOE đã trở thành món ăn tinh thần bất ly thân của sinh viên miền Bắc, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội. Bạn chỉ cần nhắc đến AOE, người ta sẽ liền nghĩ đến văn hóa sinh viên ở đó. Nói thế thôi chứ, đâu cần phải học Đại học Bách khoa để chơi chế AOE đâu. Các cao thủ chỉ cần truyền đạt qua các kèo sting, bỏ húc là bạn đã thành dân chơi rồi. Chính nhờ điều đó, AOE đã tạo nên một cộng đồng vững chắc, có thể kéo dài qua từng thế hệ sinh viên. Thậm chí, trong giới sinh viên Bách khoa, người ta còn đùa nhau rằng không biết chơi AOE thì không phải là dân Bách khoa thật sự. Vào năm 1995, khi Microsoft công bố ra mắt dòng game chiến thuật AOE, trời đang mưa to bỗng chuyển nắng chói chang rạng ngời. Người ta kể rằng ở phía đằng xa, một chú chim đầu trần đi dọc bờ sông trắng xóa và sau khi đi bộ suốt một ngày, chim lại cất cánh bay tít tận trời cao, hót líu lo, tiếng hót của nó lan tỏa khắp thế giới. Và cũng vào năm đó, ở phía trời Nam, một đứa trẻ đã chào đời. Điều chẳng ai ngờ, sau này nó lại trở thành một thần đồng AOE làm rung động bao trái tim game thủ Việt Nam. Chim sẻ đi nắng, thần tượng của game thủ AOE nó giống như Ronaldo, Messi trong bóng đá. Cơ cấu nhà chuẩn, vẩy e nhanh như điện, thao tác điều R của chim sẻ đi nắng luôn gây xúc động cho fan hâm mộ. Điều đặc biệt hơn khi cùng với giọng bình luận cực chất của G-Man, thu hút sự chú ý của rất đông game thủ. Có một sự thật là nhiều người biết đến AOE nhờ cái tên chim sẻ đi nắng và trở thành fan trung thành của AOE khi nào không hay. Công nghệ livestream cũng là một phần quan trọng không thể thiếu khi nói về sự phát triển của cộng đồng AOE. Những giải đấu được trực tiếp trên các nền tảng stream như Facebook Gaming, Twitch hay YouTube luôn thu hút được đông đảo khán giả cũng như đem lại sự minh bạch và công bằng cho các kèo đấu. Trong số đó, các trận đấu giữa các đội tuyển Việt Nam luôn là một điểm nhấn đặc biệt. Điển hình là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có nền AOE phát triển rất mạnh. Việt Nam được biết đến với thế mạnh thể loại random trong khi Trung Quốc lại là vô đối ở thể loại sen. Ngoài ra, người Trung Quốc còn có một tài năng đặc biệt là sen long, người đã khiến cho Long Thiếu Gia nhận thất bại không tưởng với tỷ số 0-9, gây ra sự ức chế và thất vọng trong cộng đồng AOE Việt. Và rồi cái tên chim sẻ đi nắng xuất hiện như một vị cứu tinh có thể giúp cộng đồng AOE Việt giải tỏa đi nỗi đau thua kém luôn canh cánh trong lòng. Ai bảo Việt Nam chỉ giỏi ăn phở, đánh bài và chém gió. Những trận giao hữu Việt Trung giờ đây không chỉ dày đặc hơn mà còn nóng hơn bỏng lửa nhờ có sự xuất hiện của anh chàng chim sẻ đi nắng. Với sự thể hiện của chim sẻ, các game thủ Việt đã có thể tự tin chống lại The AC và R-Sen, những kiểu đánh đặc trưng của các bác Trung Quốc. Trận đấu giữa chim sẻ đi nắng với các game thủ Trung Quốc hàng đầu thường xuyên được phát trực tiếp bởi G-Man, thu hút hàng chục ngàn lượt xem sương sương. Đỉnh cao của sự bùng nổ AOE chắc chắn phải kể đến giải đấu AOE Game TV Lenovo 2011 tại Hà Nội. Đó là thời điểm mà các cao thủ hàng đầu Trung Quốc và Việt Nam cùng nhau xông pha vào trận đấu. Cái giá để chứng tỏ bản lĩnh của mình không phải là nhỏ. Cả mấy ông bầu lẫn các clan đều phải nấp sau lưng để tôn vinh những siêu sao này. Tuy nhiên, giờ đây khi thần đồng chim sẻ đi nắng bận rộn với công việc cũng như cuộc sống, nhiều người lo lắng rằng AOE đang bị đẩy vào ngõ cụt. Nhưng đừng lo, nếu các cao thủ vẫn tiếp tục chơi game thì AOE vẫn sẽ tồn tại và phát triển đến tận tương lai.